tiếng Anh thương mại. English for Business. Bài 13, thuyết trình. Lesson 13, a presentation. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn Hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại phương Tây làm ăn phát đạt, để bạn có dịp giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu, bởi vì phần lớn đoạn hội thoại sẽ được lập lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau lâu lâu chúng tôi sẽ lặp lại toàn bộ đoạn hội thoại và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Trong bài 13 này, bạn sẽ tìm hiểu xem mình phải giới thiệu thuyết trình viên sao cho trang trọng. Bạn cũng sẽ học cách chuẩn bị bài thuyết trình và phải nói làm sao để người nghe biết bố cục của nó. Nào chúng ta bắt đầu nhé! Câu chuyện diễn ra vào sáng thứ ba, Douglas, Caroline, Harvey và Victoria đang hội họp với Leon và Locke để cho họ biết quan hệ đối tác với công ty Helen Hardy Foods sẽ bao gồm những vấn đề gì. Leon and Locke, I'd like to formally welcome you to this meeting and thank you for giving us your time today. Thưa ông Locke và bà Lian, thật thân hạnh được đón tiếp ông bà trong buổi họp này. Xin cảm ơn ông bà đã dành thời gian cho chúng tôi vào hôm nay. Victoria, around the clock to prepare this presentation for you. Bây giờ, để đi thẳng vào vấn đề, tôi xin nhường lời cho Harvey và Victoria là những người đã làm việc không ngừng trong suốt thời gian qua để chuẩn bị cho buổi thuyết trình này. Đây chỉ là cuộc họp có tầm cỡ nhỏ, song Douglas đã tiếp đón vợ chồng nhà Lee một cách trang trọng. Đây là phong cách làm việc của ông ta. Đôi khi các bạn phải căn cứ vào bản chất buổi họp và đối tượng tham dự để quyết định xem bạn phải ăn nói trang trọng hay là xòe xoa Thế nhưng bạn cũng phải cần biết đối đáp theo kiểu nào để đạt hiệu quả cao nhất. Giá như đã quen với lối nói xòe xòa, thì bạn cứ làm như vậy nếu thấy phù hợp với hoàn cảnh. Sau đây là một số câu giới thiệu bạn có thể dùng trong những hoàn cảnh khác nhau. Trước tiên là theo lối xòe xòa. Welcome to the meeting, everyone xin thân chào mọi người đến tham dự buổi họp kế tiếp là cách trang trọng. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Smith and Co, may I welcome you to our annual convention? Kính thưa quý ông bà, tôi xin thay mặt công ty Smith chào mừng quý vị đến tham dự hội nghị hàng năm. Theo lối xòe xòa. Hello everyone. Thanks for coming. Xin thân chào tất cả. Cảm ơn quý vị đến tham dự. And now I'll introduce the first presenter. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với quý vị thuyết trình viên đầu tiên. Theo cách trang trọng. And now, without further ado, I'll hand you over to our first presenter, George David. Và bây giờ để đi thẳng vào vấn đề, tôi xin nhường lời cho thuyết trình viên đầu tiên của chúng ta, George David. Theo lối xóa. And now here's our first presenter, George David. Và bây giờ, xin giới thiệu thuyết trình viên đầu tiên George David. Chúng ta thử tập nói những mẫu câu mang hình thức trang trọng sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the company, I'd like to welcome you And now without further ado, I'll hand you over to our first speaker. Hello, everyone. Thanks for coming. And now, here's our first presenter. Lựa chọn phong cách ăn nói chỉ là một phần trong việc chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Nếu muốn thuyết trình hiệu quả, xin bạn hãy theo những lời căn dặn sau đây. Thứ nhất, xác định rõ mục tiêu chính của bài thuyết trình và phải làm sao để tất cả các phần trong bài đều phải hướng tới mục tiêu này. Thứ hai, sắp xếp nội dung bài thuyết trình sao cho hợp lý. Thứ ba, diễn tập trước cho nhuần nhuyễn. Thứ tư, phải thuyết trình rõ ràng và dễ hiểu. Thứ năm, ghi chép nội dung bài thuyết trình để khỏi bị lạc đề khi nói. Nhưng phải tránh trình bày theo lối trả bài từ đầu đến cuối làm cho người nghe bị nhàm chán. Thứ sáu, sử dụng hình ảnh để bài thuyết trình thêm rõ ràng và có thêm tác động. Thứ bảy, nhớ kiểm tra các thiết bị cùng địa điểm thuyết trình trước và biết cách sử dụng mọi thiết bị cần dùng. Nếu có thể, bạn hãy dược thử với các thiết bị trước. Thứ tám, hãy chuẩn bị một số phương án dự phòng để kịp ứng phó trong trường hợp thiết bị gặp trục trặc khi đang thuyết trình, chẳng hạn như bạn nên in sẵn một số tờ rơi. Thứ chín, nếu dùng hình ảnh cho bài thuyết trình thì bạn phải làm thế nào để mọi người có thể nhìn rõ những hình ảnh ấy? Thứ mười, chuẩn bị trả lời trước một số câu hỏi có thể được đặt ra. Thứ mười một, tập thuyết trình trước gương hoặc máy quay video làm như thế sẽ giúp bạn thấy được mình có cử chỉ gì làm cho người nghe bị chia trí hay không. Bạn cần ăn mặc sao cho phù hợp, nếu không chắc thì bạn cứ ăn mặc lịch sự một chút thì vẫn tốt hơn là quá thoải mái. Quý bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đại Úc Châu. Bài 13, Thuyết trình Lesson 13, A Presentation Xin bạn lắng nghe những từ ngữ và cách diễn tả mới trong khi tiếp tục theo dõi bài hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Thanks Douglas. As you know, I'm Harvey, Chief Purchasing Officer. Our aim today is to give you an idea of what a partnership with Hale and Hearty involves. Cảm ơn Douglas. Như quý vị biết, tôi là Harvey, trưởng phòng thu mua của công ty. Mục đích của chúng tôi hôm nay là trình bày cho quý vị biết quan hệ đối tác với công ty Hill and Hearty Foods sẽ bao gồm những gì. Our presentation is in five parts. First, I'll give you some background information on the company. Buổi thuyết trình của chúng tôi sẽ gồm 5 phần. Trước tiên, tôi sẽ cho quý vị biết qua một số thông tin cơ bản về công ty. Next, Victoria will take you through the marketing process. Kế tiếp, Victoria Victoria sẽ trình bày cho quý vị biết về phương pháp tiếp thị. Thirdly, I'll talk projected figures, and then Caroline will talk about what a partnership with Hale and Hardy entails. Sang phần thứ ba, thì tôi sẽ nói về các số liệu dự kiến, và rồi Caroline sẽ cho biết quan hệ đối tác với công ty Hale và Hardy sẽ bao gồm những vấn đề gì. And finally, we'll have questions and answers. But if you need to ask anything, feel free to interrupt. Và sau cùng, chúng ta sẽ có phần hỏi đáp. Thế nhưng nếu có thắc mắc, xin quý vị cứ việc cắt lời. Thế phải làm sao để đề ra mục tiêu chính? Trước tiên, Harvey đã xác định mục tiêu chính một cách rõ ràng và đơn giản. Mời bạn nghe lại câu sau đây. Our aim today is to give you an idea of what a partnership with Hale and Hartie involves. Mục đích của chúng tôi hôm nay là trình bày cho quý vị biết quan hệ đối tác với công ty Hill and Harty sẽ bao gồm những gì. Sau đây là một vài cách diễn đạt tương tự khác. Today, I'll be showing you how our monthly quota could be improved. Hôm nay, tôi sẽ cho quý vị thấy làm thế nào hạn ngạch hàng tháng của chúng tôi có thể gia tăng. By the end of today's talk, you'll know how we can place your company in a winning position. Sau buổi nói chuyện hôm nay, quý vị sẽ biết được làm thế nào chúng tôi có thể đem lại lợi thế cho công ty quý vị. This will act as a for a forum on cost -cutting. Bài thuyết trình này sẽ là khởi điểm cho cuộc bàn luận về các giảm chi phí. Nào, chúng ta hãy tập nói những mẫu câu sau đây, mời bạn nghe và lặp lại. Our aim today is to give you an idea of what a partnership entails. Today, I'll be showing you how our monthly quota could be improved. By the end of today's talk, you'll know how we can place your company in a winning position. Kế tiếp Harvey nói qua về bối cục của bài thuyết trình. Đây là bước đầu tiên trong một thể thức thuyết trình được xem là rất hiệu quả. Bạn hãy nói cho người nghe biết bạn sẽ nói về vấn đề gì. Sau khi nói xong vấn đề ấy, bạn hãy tóm tắt lại nội dung phần vừa được trình bày. Làm như thế sẽ khiến người nghe cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào khả năng của diễn giả. Nên dùng máy chiếu trong buổi thuyết trình hay phần mềm chuyên dùng cho thuyết trình. Hoặc các tờ rơi để trình bày những điểm chính yếu Xin bạn để ý xem Harvey phát thảo những điểm chính cho buổi thuyết trình như thế nào nhé. Our presentation is in five parts. First, I'll give you some background information on the company. Buổi thuyết trình của chúng tôi sẽ gồm 5 phần. Trước tiên, tôi sẽ cho quý vị biết qua một số thông tin cơ bản về công ty. Next, Victoria will take you through the marketing process. Kế tiếp, Victoria sẽ trình bày phương pháp tiếp thị Thirdly, I'll talk projected figures and then Caroline will talk about what a partnership with Hale and Harty entails. Sang phần thứ ba, thì tôi sẽ nói về các số liệu dự kiến và rồi Caroline sẽ cho biết quan hệ đối tác với công ty Hale và Harty sẽ bao gồm những vấn đề gì. And finally, we'll have questions and answers, but if you need to ask anything, feel free to interrupt. Và sau cùng, chúng ta sẽ có phần hỏi đáp. Thế nhưng nếu có gì thắc mắc, xin quý vị cứ việc ngắt lời. Sau đây là một số từ Harvey đã dùng để giới thiệu bố cục của bài thuyết trình. Cũng cần lưu ý ở đây là khi giới thiệu những phần tuần tự của bài thuyết trình, bạn có thể nói first hoặc firstly, second hoặc secondly, third hoặc thirdly. First, I'll show you the figures. Trước tiên, tôi sẽ trình bày các số liệu. Then I'll talk about the market. Rồi tôi sẽ nói về vấn đề thị trường. Thirdly, I'll give you a demonstration of the product. Sang phần thứ ba, tôi sẽ giới thiệu sản phẩm. After that, I'll take you through our future vision. Sau đó, tôi sẽ trình bày dự tính tương lai của chúng tôi. And finally, I'll discuss the viability of the project. Và sau cùng, tôi sẽ bàn về khả năng hiện thực của dự án này. Xin bạn để ý xem Harvey nói như thế nào khi anh ta khuyến khích mọi người nêu câu hỏi. If you need to ask anything, feel free to interrupt. Nếu có gì thắc mắc, xin quý vị cứ việc ngắt lời. Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng ta nên bàn qua về ngôn ngữ cử chỉ. Đối với người phương Tây, thuyết trình viên phải tự tin, hoặc bác và biết chủ động. Sau đây là một số lời căn dặn về cung cách thuyết trình thứ nhất bạn phải tạo một cung cách trông thật tự tin thứ hai bạn luôn nhìn vào mắt người nghe nếu có rất đông người nghe thì bạn không cần phải nhìn vào từng người một nhưng nhớ là đừng có nhìn chăm chăm vào một ai đó hay một nhóm nhỏ mà phải nhìn bao quát hết cả khán giả thứ ba ngoại trừ lúc báo tin thảm họa nào đó thường thì khi thuyết trình bạn nhớ mỉm cười không những khi bắt đầu thuyết trình mà còn cả lúc khác nữa nếu xét thấy phù hợp thứ tư bạn cũng cần phải di chuyển trong phạm vi sân khấu dành cho diễn giả trong những hội trường lớn, cử chỉ linh động sẽ tạo sự chú ý cho người nghe và lôi cuốn cả những người ngồi phía xa. Thứ năm, dùng hai cánh tay để phụ họa và tăng cường tác động cho lời nói. Thứ sáu, giọng nói phải tự nhiên và nhiệt tình. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. Firstly, I'll show it. Next, I'll tell it. After that, I'll take questions and finally I'll sell it. Firstly, I'll show it, next I'll tell it, after that I'll take questions and finally I'll sell it. Hành, mong 14